cái vịt chiên sả ớt á là cái truyền thống của mẹ cô để lại á, thì bởi vậy cái khách ăn uống gì á, người ta lại đây là tao thích ăn vịt chiên sả ớt nhất. Ăn cơm cũng được mà nhậu cũng được, một phần vậy á có 30 hoặc 50, 50 là hai người ăn, còn một phần 30 là một người ăn vậy đó. Cô bán ở đây bình dân lắm. Vịt chiên sả ớt vậy đó, từ 4 giờ tới 11 giờ. À, địa chỉ 65 ở đường Giảng Kiếp á, phường 13 quận 5. Tại vì hồi xưa là mình đi theo mình phụ mẹ, giờ sau này á cô mới mẹ cô lớn tuổi mất rồi, giờ mới truyền nghề lại cho cô bán tới giờ luôn. Năm nay là cũng khoảng 26 năm rồi các con. Là khoảng 7 món, 8 món. Kiểu gì khách cái gì thích ăn vú heo, vú heo vịt chiên sả ớt với bông xôi, tép mỡ, da gà, vú heo. Nói chung ra là ruột thì cô bán ở đây là khách ăn chạy nhất. Đầu vịt thì 20, ức vịt thì 70, đùi vịt thì 60, cút chiên thì 15.000 một con, vú heo thì 50.000 một lạng, bông xôi, hột mít thì mỗi thứ 30.000 một lạng hết. Vậy đó, cô bán ở đây bình dân lắm. Cô xài ngũ di hương nhập á, còn không có xài ngũ di hương rẻ, bởi vì cái khẩu vị của cô ăn khác hơn người khác, nó thơm lắm. Cô bán ở đây ai cũng thương cô, đứa con nít 6-7 tuổi nó còn thương cô, nó ăn mà nó còn nhớ đó. Bà bá ơi, đi ghé lại đây đi, mua vịt chiên của cô này ngon lắm á. Nó dắt bà bá nó lại đi mua luôn á, là con biết là cái ký ức của cô, bởi vì cô cũng muốn nghỉ, cứ muốn bán hoài, bữa nào mà mệt quá thì cô nghỉ ngày thôi, chứ không dám nghỉ nhiều, không có bỏ nghề luôn á. Mai mốt cô lớn tuổi rồi, cô để cho cháu cô bán. Năm nay cô 46 tuổi rồi, 10 năm nữa là truyền nghề qua cho cháu cô thế hệ sau.